Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin vứt thanh bảo kiếm công an biểu tình biến thành dân oan vũ trang đòi đất. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là những người dân oan đi biểu tình trước trụ sở của Quốc hội Việt Nam và họ đã bị những người công an cũng như mật vụ bắt và đưa lên xe và trở về những vùng quê của họ hoặc là thả ở bất cứ chỗ nào mà họ muốn. Và những cái việc này tiếp diễn rất nhiều năm nay và hiện nay đã bắt đầu xảy ra đối với cả ngay lực lượng bảo vệ pháp luật, đó là ngành công an. Và hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2019, chúng ta đã chứng kiến lực lượng công an tại Đông Anh, Hà Nội bất ngờ trăng biểu ngữ biểu tình đòi đất. Hay là bây giờ chiếm đất thì không phải lúc là ý kiến để mình xin trả lại đất thôi. Thế là đất của mình chiếm hữu xây nhà hết rồi. Không có chiếm hữu là và báo pháp luật cũng như một số trang báo quốc tế đã đăng tải hình ảnh đó. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông. Nhóm công an về hưu căng băng rôn phản ứng dự án, và họ nói đây là công an về hưu. Thực tế thế nào thì có lẽ chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu trong thời gian tới. Lãnh đạo công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết nhóm người tập trung căng băng rôn đòi quyền lợi là một nhóm cán bộ công an đã về hưu. Ngày 12 tháng 11, ngày hôm nay, mạng xã hội Facebook đã đăng tải clip ngắn kèm theo nội dung là nhiều công an Đông Anh, Hà Nội đòi quyền lợi về đất đai. Hình ảnh từ clip cho thấy một nhóm khoảng 10 người mặc trang phục công an đeo nhiều băng rôn với nội dung đòi quyền lợi liên quan đến dự án nhà của các cán bộ chiến sĩ công an huyện Đông Anh. Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ trên hàng loạt diễn đàn mạng xã hội. Trao đổi phóng viên một báo pháp luật, một lãnh đạo của công an huyện Đông Anh cho biết những người trong đoạn clip là một cán bộ công an về hưu đã không thuộc diện của công an huyện Đông Anh hiện nay. Theo tìm hiểu, những lùm xùm xung quanh dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an huyện Đông Anh từng được báo chí phản ánh cách đây nhiều năm. Cụ thể, vào năm 2002, công an huyện Đông Anh xin cấp 2,2 hectare đất thuộc trung tâm thương mại Đông Anh để tiến hành lập dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Ban chỉ huy công an huyện lập ra hội đồng phân phối nhà ở và chọn ra được 198 cán bộ đủ tiêu chuẩn được phân phối nhà ở đây. Hội đồng này đã ấn định thu của mỗi cán bộ hơn 100 triệu đồng, tính đến năm 2006 đã thu hơn 24 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn không được triển khai. Và đây là điều mà những cán bộ công an đang bức xúc, và họ hiện nay từ lúc họ làm việc cho đến bây giờ họ đã về hưu rồi nhưng mà cũng không được giải quyết vấn đề nhà ở, và chính vì vậy mà họ đã phải căng băng rôn và biểu ngữ và biểu tình như thế này. Thì đây là cái điều rất đặc biệt ở Việt Nam. Và có lẽ nó sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nhận định tình hình với rất mới này, luật sư Nguyễn Văn Đài, một người rất am hiểu tình hình Việt Nam, cũng đã nói như sau. Đây là hình luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông nói rằng là hết chịu nổi chế độ Cộng sản, công an biểu tình. Thanh kiếm và lá chắn của Đảng Cộng sản Việt Nam chém lại chính đảng của họ. Tham nhũng là ai? Lợi ích nhóm là ai? Lũ số 1 là ai? Ông viết, tất cả bọn chúng đều là quan chức Cộng sản, tư bản đỏ. Công an Đông Anh biểu tình chống lại bọn chúng là chống lại chế độ Cộng sản. Đây là nhận thức của ông và nhận xét của ông. Và nhà hoạt động đã từng bị chính lực lượng công an Việt Nam bắt bỏ tù tại Việt Nam, ông Đặng Xuân Diệu đã bình luận như sau. Đây là hình ông Đặng Xuân Diệu. Báo với các chú công an, Việt Tân không xúi dục kích động hay trả tiền cho vụ này đâu. Tôi là thành viên Việt Tân nên tôi biết chắc chắn là như vậy. Tôi không gạt các chú đâu. Ghi chú là công an bị sau nhiều chục năm lừa nay đã chuyển thành công an oan.
Và đây là nhận xét của ông. Và một nhà hoạt động nữ khác tại Việt Nam là chị Thảo Teresa thì viết trên trang Facebook của mình như sau. Đây là hình ảnh của chị. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, hàng chục công an ở Đông Anh, Hà Nội đi biểu tình tụ tập gây rối như thế này thì được bao nhiêu tiền hả ông Tô Lâm? Những hình ảnh này nhục cho ngành quá, đến công an cũng phải căng băng rôn để đòi đất, đòi nhà thì chế độ này sắp sập rồi. Và ngoài ra, luật sư Lê Luân từ Hà Nội cũng đã viết, chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình như sau về tình trạng này. Đây là hình ảnh của luật sư Lê Luân đang bảo chữa trong một phiên tòa tại Việt Nam. Khi phải sống đời của dân. Vào năm 2002, có khoảng gần 200 suất mua nhà ở cho cán bộ công an tại một dự án. Và mỗi người đóng khoảng 100 triệu đồng, tổng khoản thu là 24 tỷ đồng. Thời điểm đó là một con số vô cùng khổng lồ. Và từ đó đến nay, sau gần 20 năm đằng đẵng, những chiến sĩ công an và những người liên quan trong công an đều cùng chung một tình cảnh là không có nhà ở nào được bàn giao cho tới khi về hưu. Từ khi họ còn là những người thuộc lực lượng vũ trang và đang tại vị, họ còn không thể đòi lại được tài sản bị chiếm dụng trắng trợn của mình từ những chủ đầu tư. Đến bây giờ, cực chẳng đã họ phải mặc sắc phục cũ ra đường biểu tình đòi lại tài sản của mình. Đó chỉ là một cách để xã hội này chú ý tới họ và cũng để nhấn mạnh rằng họ từng là những con người phục vụ trong thể chế đó. Về hưu rồi mới bắt đầu sống một cuộc đời oan khuất và bắt đầu trong vô vọng để thực hiện quyền con người mà trong tâm thức của họ khi còn tại vị chưa bao giờ công nhận nó. Những người khi còn nắm quyền lực thực thi pháp luật, nhân dân, nhân danh nhân dân đã không coi biểu tình là một quyền năng tối cao của người dân. Đến nay chính họ đã trở thành một công dân bình thường, không còn quyền lực, mặc dù có thể còn một chút cơ hội và quan hệ, lại mới tìm đến phương thức này như một cách hữu hiệu để bảo vệ mình. Luật sư Lê Luân viết như vậy. Và ngoài ra ông cũng cho biết thêm những thông tin như sau. Và đây là hình ảnh của cuộc biểu tình ngày hôm nay của những cái chiến sĩ công an tại Đông Anh, Hà Nội. Vẫn chút cảnh phục xuống, không ăn lương của dân và không chịu quyền lực của dân, họ trở thành những con người bé mọn và bị hắt hủi, bị lừa phỉnh, mất tài sản, sống dưới bầu trời ô nhiễm, các mức giá cho những mặt hàng thiết yếu tăng lên chóng mặt. Họ mất cả cái mà họ luôn trưng ra một sự để bảo bối, để đòi hỏi người dân phải tuân theo, đó là sự yên bình. Các vị khi còn là khoác áo cảnh sát, có đầy đủ quyền uy còn không thể làm được gì. Khi đặt vào vị thế của một công dân chẳng có cái quyền cơ bản nào ở trong tay, các vị sẽ làm gì? Sẽ làm gì chứ? Vì các vị từng không bao giờ quan tâm coi những người thực hành quyền con người là những bọn khố rách áo ôm, xấu xa, phá hoại. Các vị có nhìn những người tự thiêu trước cổng thanh tra chính phủ hay tiếp dân ở Trung ương, những người ăn ngủ ngoài đường trong mấy chục năm kia kêu kiện hay không? Đừng buồn nhé, hãy cố gắng bắt đầu sống một cuộc đời của một con người không quyền lực để thấu hiểu đời sống của người dân thực sự như thế nào, nhất là khi chính mình phải rơi vào hoàn cảnh bất công mà các vị chưa bao giờ xem đó là một vấn đề chính trị và xã hội. Luật sư Lê Luân đã bình luận như vậy. Ngoài ra, nữ nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, người có tới trên nửa triệu theo dõi trên trang Facebook cá nhân của mình, chị cũng đã viết như sau. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà. Ví dụ, về việc dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an huyện Đông Anh, Hà Nội. Chuyện là hồi năm 2002, công an Đông Anh có đơn xin cấp 2,2 hectare đất thuộc trung tâm thương mại Đông Anh để làm dự án xây nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Sau đó, Ban Chỉ huy Công an Đông Anh đã lập hội đồng phân phối nhà ở và chọn ra 198 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn được phân phối nhà ở. Với lý do lấy tiền hỗ trợ, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng và nộp thuế cho nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình đất thuộc dự án, hội đồng ra quyết định thu của mỗi cán bộ chiến sĩ công an là 125 triệu đồng. Công an Đông Anh đã ký hợp đồng với công ty xây dựng An Thịnh, đơn vị này làm chủ đầu tư và được hưởng từ 3 đến 5% diện tích đất sử dụng trong dự án và chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Hội đồng lúc đó cũng đã chuyển ngay cho An Thịnh 20 tỷ 600 triệu đồng từ nguồn thu của các cán bộ chiến sĩ. Ngày 1 tháng 1 năm 2004, Ủy ban Nhân dân Hà Nội ra quyết định giao 22.090 m² đất tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh để An Thịnh thực hiện dự án. Và sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã đền bù, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ có đất bị thu hồi 2,5 tỷ và hỗ trợ dự án 3 tỷ. Năm 2006, Ủy ban Nhân dân Đông Anh đã bàn giao mặt bằng cho An Thịnh. Và đây hình ảnh của dự án đó, hiện nay vẫn đang để trống. Nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ Đông Anh đã làm đơn tố cáo hội đồng giao 20 tỷ 600 triệu đồng cho An Thịnh không qua kho bạc nhà nước,
trong khi dự án còn chưa triển khai tạo điều kiện cho An Thịnh chiếm đoạt đến nay vẫn không giải trình được. Ngoài ra còn tố cáo An Thịnh thông đồng với hội đồng chia lô bán nền 20 suất đặc quyền trong dự án và thu 1 tỷ một suất. An Thịnh còn xây dựng 5 căn nhà cao tầng trên đất dự án và sử dụng làm nhà nghỉ mà không bị gì và rất nhiều những vấn đề khác. Về việc các đơn thư tố cáo đều đã quá thời hạn điều tra giải quyết nhưng vẫn chưa có kết luận. Đến năm 2019 là 17 năm, nhiều cán bộ đã về hưu nhưng nhà đất chưa có, dự án vẫn đắp chiếu. Các cán bộ chiến sĩ đã phải bán nhà ở quê hương, thế chấp tài sản ngân hàng, vay mượn, khiến nợ nần chồng chất. Ngày 11 tháng 11 năm nay, hàng chục cán bộ chiến sĩ Đông Anh, thành phố Hà Nội đã ra đường răng bảng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ và giải quyết các vấn đề của dự án đưa ra. Và đây là hậu quả của những việc người dân đã không được giải quyết về mặt pháp lý. Và ngay cả bây giờ khi các cán bộ công an của Việt Nam khi đang đương chức, họ cũng không thể lấy được đất và nhà của họ. Và bây giờ họ về hưu thì điều đó ngày càng trở nên xa vời đối với họ. Và qua những cái thông tin trên, rõ ràng chúng ta thấy rằng chủ nghĩa cộng sản với thể chế xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam ngày càng đưa đất nước có trên 90 triệu người dân rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng và bế tắc. Đó là tệ tham nhũng tràn lan, môi trường bị hủy hoại đến mức cực kỳ nguy hiểm, y tế giáo dục lạc hậu. Đến mức ngay cả lực lượng bảo vệ pháp luật là ngành công an cũng trở thành nạn nhân của tham nhũng, lợi ích nhóm. Những người dân thường và các doanh nghiệp yếu thế sẽ còn phải chịu khổ nhiều hơn như thế. Mọi chuyện đã suy đồi đến địa điểm, đến cái điểm cực đáy của một xã hội, của một đất nước. Đây cũng là cơ hội để ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các cơ quan chính phủ cần mạnh dạn nhìn nhận và thay đổi để chuyển đổi đất nước sang thể chế dân chủ và tự do, để những cán bộ, người dân của cả nước được hưởng sự công bằng trong một nhà nước văn minh và pháp quyền. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay. Và mời các bạn hãy để lại những bình luận cũng như chia sẻ bài viết này cho nhiều người cùng biết và bấm vào nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.